chúng ta biết được rằng á, là tình yêu hôn nhân á, nó không giống như là một phương trình toán học đâu. Nó không, đôi lúc nó sẽ không có bằng nhau như là một cộng một thì bằng hai, mà sẽ có luôn luôn thỉnh thoảng sẽ có một người nào đó yêu cái người kia nhiều hơn, hoặc là một ai đó yêu ít hơn. Và khi mà có một người nào đó yêu nhiều hơn và yêu ít hơn như vậy á, thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Sẽ có những lúc mà chúng ta không chọn được một người mà yêu mình bằng như mình đã yêu họ, mà sẽ gặp cái tình huống là cái anh này mình không có yêu lắm nhưng mà thấy anh ấy rất là yêu mình, hoặc là cái người kia mình rất là yêu nhưng mà hình như anh ấy lại không có quan tâm đến mình lắm. Vậy thì mình chọn ai và mình làm như thế nào? Thì sự thật ấy, là không biết là các bạn có quan điểm gì về điều này, các bạn cũng có thể comment để chia sẻ ở phía dưới nhé. Còn Tuệ An thì thấy rằng ạ, trong cái quá trình mà mình tư vấn tâm lý cho phụ nữ, có những người mà đã lấy được cái người mà mình yêu rồi, là lấy cái người mà mình yêu nhiều hơn ấy, nhưng cuối cùng cũng vẫn ly hôn, cũng vẫn mâu thuẫn. Còn có những người thì lấy được cái người mà người ta yêu mình, nhưng cuối cùng lại cũng vẫn mâu thuẫn, vẫn ngoại tình, vẫn ly hôn. Sau đó thì có trường hợp là hai người mà yêu nhau điên cuồng, yêu nhau rất là say đắm, yêu nhau bằng nhau, lấy nhau về rồi cũng lục đục, cũng mâu thuẫn, cũng có thể là chia tay rồi cũng ly hôn. Thì không biết là các bạn đã từng gặp những cái trường hợp này chưa? Còn Tuệ An thì gặp những cái trường hợp này rất nhiều rồi, và không biết là tại sao nó lại như vậy. Vậy thì á, hình như là lấy người mình yêu hay là lấy người yêu mình á, hay là lấy hai người mà yêu nhau bằng nhau á, thì vẫn có cái tỷ lệ là sẽ mâu thuẫn và sẽ ly hôn. Các bạn có đồng ý với quan điểm này không ạ? Nếu mà đồng ý thì các bạn vui lòng comment xuống phía dưới nhé. Và như thế thì Tuệ An thấy rằng là đôi khi lấy cái người mình yêu hay là lấy cái người yêu mình á, nó không quan trọng bằng một số những cái việc như là chúng ta có những cái giá trị cốt lõi chung với nhau, như là chúng ta cảm thấy là cảm thông được, chia sẻ được, có trách nhiệm, bao dung và biết chấp nhận nhau. Những cái điều này nó rất quan trọng, mà lát nữa thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau sâu hơn. Thế nên á, đôi khi bạn sẽ thấy nhá, nếu mà bạn lấy người mình yêu này, có những bạn nào đã chọn là mình đã lấy cái người mà mình yêu, thì chúng ta comment xuống dưới, có nghĩa là mình yêu người ta nhiều hơn là người ta yêu mình nhá. Các bạn nào mà đã đang định chọn cái người đó, hoặc là đã chọn một cái người như thế, thì chúng ta có thể comment xuống phía dưới để cùng cùng giao lưu nhá. Và bạn thấy này, nếu mà bạn chọn là bạn sẽ lấy cái người mà mình yêu nhiều hơn á, thì bạn cần phải chấp nhận một cái việc, đó là đôi khi mình sẽ phải sẵn sàng cho đi người ta nhiều hơn là những cái gì mà mình nhận lại. Và lúc này á, cái trách nhiệm trong cái việc mà duy trì cái tình yêu này bền vững, cái sự thân mật trong cái mối quan hệ này sẽ được đặt lên vai của bạn, chứ không có đặt lên vai của người kia đâu. Vậy nên á, nếu mà như vậy á, thì bạn có sẵn sàng chấp nhận cái điều này trong dài hạn không? Có những người thì khi mà đã chọn lấy cái người mà mình yêu rồi á, thì họ nói là ok, tôi lấy anh ấy vì tôi yêu anh ấy thôi, và tôi sẵn sàng cho đi vô điều kiện, tôi sẵn sàng yêu thương vô điều kiện. Và như vậy á, thì lúc đó sẽ có một cái tình huống là trong thời gian ngắn hạn ấy, đôi lúc người phụ nữ có thể làm được điều này, hoặc người đàn ông có thể làm được cái điều này, khi mà họ cho đi này, họ yêu thương này. Nhưng mà đôi khi các bạn phải đồng ý một quan điểm là nếu mà chúng ta cho đi chưa chắc chúng ta đã nhận được về y xì như thế, đặc biệt là trong cái trường hợp mà mình lại yêu cái người kia nhiều hơn. Do vậy cho nên á, là đôi khi chúng ta sẽ chán. Ngắn hạn thì mình làm được, mình cho đi được, mình yêu thương được, mình nhận cái trách nhiệm duy trì cái tình yêu đó về mình, tại vì mình yêu người ta nhiều hơn. Nhưng mà về dài hạn thì chưa chắc. Do vậy cho nên nếu như có một số bạn đã comment là mình đã chọn là lấy cái người mà mình yêu nhiều hơn này, thì bạn phải nhận cái trách nhiệm đó về phía mình, và bạn phải duy trì cái tình yêu đó. Và một điều rất quan trọng đó là bạn phải rèn cái nghị lực của bạn nhiều hơn, thì bạn mới có thể duy trì cái tình yêu hôn nhân này một cách dài hạn được. Và nếu mà bạn cũng chọn cái điều đó ấy, thì chúng ta hãy comment ở dưới là chúng ta phải rèn nghị lực nhé. Gõ là rèn nghị lực và comment xuống phía dưới. Các bạn gõ là rèn nghị lực, sau đó comment xuống dưới nhé. Một trang fanpage em đọc comment. Thì đó là những bạn mà đã chọn là rèn nghị lực, thì chúng ta sẽ có thể duy trì được cái tình yêu hôn nhân này
một cách dài hạn. Đấy là nếu mà chúng ta chọn là chúng ta đã lấy người yêu mình, nhưng một số bạn là chọn lấy người yêu mình đúng không? Thế còn cái trường hợp mà các bạn mà lấy người mình yêu ấy là đấy là cái trường hợp mà bạn lấy người yêu mình ấy, có nghĩa là cái người kia yêu mình nhiều hơn. Thì đương nhiên rồi, đôi khi vì là người kia yêu mình nhiều quá nên là sẽ đối xử với mình như là nữ hoàng, như là nhà vua luôn. Các bạn có thấy trường hợp này không? Thì mình đôi khi mình sẽ rất là sung sướng đấy. Mình rất sung sướng vì được người ta quan tâm mà. Được người ta quan tâm, được người ta yêu thương. Thì nếu mà bạn đã lấy cái người mình yêu á, là bạn sẽ sung sướng về mặt ngắn hạn. Nhưng mà lòng tham của con người á, đôi khi nó là vô đáy lắm nha. Nên là chúng ta thấy chúng ta thỏa mãn được một lúc rồi, sau lúc sau chúng ta lại thấy mình không có thỏa mãn được. Đây bảo ôi cảm xúc của tôi không được lấy cái người tôi yêu, tại sao anh ấy làm đủ mọi thứ rồi nhưng tôi vẫn không yêu được anh ấy. Rồi bắt đầu có rào cản diễn ra. Tại vì bản chất của con người là rất khó để có thể cảm thấy thỏa mãn. Và đôi khi mình lại không hài lòng, không hài lòng với những cái gì mà bạn đời làm cho mình. Về mặt dài hạn rất dễ có thể mình không cảm thấy thỏa mãn, mình cũng ngoại tình được. Ngoại tình xong rồi mâu thuẫn, xong rồi khó chịu với người ta, xong vẫn ly hôn được bình thường. Còn cái người bạn đời mà yêu mình nhiều hơn mà cứ làm hoài cái việc là cho đi á, sau đó thì cũng không không có được luôn. Thì lại thấy chán và dần dần nghĩ là thôi tôi cũng không có đủ nghị lực để tôi cho đi cái cô này tiếp nữa. Và dần dần hôn nhân thì cũng tan vỡ. Do vậy á, nếu như bạn đã chọn lấy cái người mà mình yêu nhiều hơn á, lấy cái người hay là lấy cái người mà người ta yêu mình nhiều hơn ấy, thì bạn đều phải căn cứ vào cái cốt lõi. Đó là cái đạo đức, cái trí tuệ và cái nghị lực để mà chúng ta có thể duy trì được một cái cuộc sống hôn nhân nó lâu dài, nó bền vững. Ví dụ như là mình đang chán đi, vì mình lấy cái người mà mình không yêu lắm, mình đang chán, mình đang mong muốn là có những cái cảm xúc khác, có những cái cảm xúc mới lạ khác. Thế lúc này mình dễ nảy sinh ra cái tư tưởng là mình ngoại tình đúng không? Mình ra ngoài kia, mình say nắng một cái anh nào đó đẹp trai, hoặc là đàn ông để say nắng với cô nào đó đẹp gái chẳng hạn. Lúc đấy là mình không có giữ được cái giới của mình rồi. Vậy thế nên bạn thấy nhá, lấy người mình yêu ấy thì đôi khi vẫn có trục trặc mâu thuẫn ly hôn như thường. Còn lấy người yêu mình á, mà mình không có giữ được cái nhân cách cốt lõi của mình á, thì vẫn cứ trục trặc ly hôn ly thân như thường. Còn trong trường hợp mà lấy hai người mà yêu nhau bằng nhau, ví dụ như là vợ chồng Tuệ An ngày xưa là hai vợ chồng yêu nhau bằng nhau luôn, không có ai yêu nhiều hơn, không có ai yêu ít hơn cả, và cảm thấy hai vợ chồng đó không thể sống thiếu nhau được luôn ấy. Mà lúc đấy sáng gặp rồi, xong rồi đến tối đi về nhà không có gặp được chồng mình nữa là thấy nhớ chết luôn, không thấy thiếu nhau được. Tuy nhiên là đến sau khi mà lấy nhau xong rồi ấy, thì đến 4 năm đầu hôn nhân là cũng trục trặc và không có đứa nào thích nói chuyện với đứa nào, không có muốn làm cái gì luôn, mỗi đứa nghĩ một kiểu. Vậy nên là trong trường hợp của Tuệ An ấy, là hai người yêu nhau bằng nhau mà lấy nhau á, yêu nhau mà nghĩ là không thể sống chết được, mà thiếu nhau mà vẫn có trục trặc. Nên bạn thấy nhá, cái điều cốt lõi ở đây á, ví dụ như một số bạn comment là mình lỡ lấy rồi thì làm thế nào, cái điều cốt lõi là bạn hãy phải trả lời cho mình câu hỏi là mình có muốn duy trì cái cuộc hôn nhân với cái anh này hay với cái cô này không, cái đích của mình trong cái cuộc hôn nhân này nó là cái gì. Và nếu mà tôi chọn là tôi sẽ duy trì nó, tôi vẫn sẽ chọn là tôi sẽ tiến đến cái đích cùng với cái anh này hoặc cùng với cái cô này, thì tôi phải làm gì để tôi duy trì cuộc sống hôn nhân đây? Chứ còn không bao giờ có một cái gì hoàn hảo cả. Cảm xúc thì cũng có tiêu cực, tích cực. Ban ngày thì cũng sẽ có đến ban đêm, rồi bình minh thì cũng có bóng đêm mà. Thế nên á, hôn nhân cũng như vậy. Chúng ta sẽ, bạn đời là gì? Bạn đời không phải là đời thằng nào thằng đấy lo, mà bạn đời có nghĩa là nắm tay nhau đi suốt cả cuộc đời. Thế nên cả cuộc đời nó rất là dài, nên là chúng ta cần phải có những cái giá trị cốt lõi. Và nếu như những bạn nào mà tiền hôn nhân ấy, thì Tuệ An thực sự là có một lời khuyên cho các bạn là chọn chồng ấy, hay là chọn vợ ấy, đừng có chọn là vì đẹp trai hay là vì giàu hay là vì cô ấy đẹp, mà hãy chọn xem là cái giá trị cốt lõi của hai bạn nó có giống nhau hay không. Và nếu mà chúng ta lỡ lấy rồi ấy, thì chúng ta xem là chúng ta có thể phát triển cái giá trị cốt lõi trong gia đình của chúng ta được không. Ví dụ như là thầy Quân thì vẫn hay dạy cho chúng ta về giới định tuệ, về đạo đức, trí tuệ, nghị lực. Thì cái điều này nó không chỉ áp dụng trong doanh nghiệp, hay nó không chỉ áp dụng trong việc giáo dục con hay là cuộc sống đâu, mà đặc biệt trong tình yêu hôn nhân, trong gia đình thì chúng ta cũng cần phải có những cái giá trị cốt lõi này.
là giới định tuệ, thì chúng ta hãy comment điều đấy nhé. Chúng ta hãy comment là giới định tuệ, cái điều mà hai vợ chồng có một cái giá trị cốt lõi chung á, nó là một điều cực kỳ quan trọng. Và bạn thấy này, nếu như mình có cốt lõi chung rồi thì mình có tiến đến với nhau á, mình có chung sống với nhau ấy, nó cũng dễ dàng hơn. Chứ còn một người mà có đạo đức lấy một người không có đạo đức, suốt ngày cờ bạc rượu chè rồi nói dối với một người trung thực ấy, thì cũng không có được cái điều đó. Giống như là vợ chồng Tuệ An nhé, khi mà vợ chồng Tuệ An lấy nhau ấy, là có một số những cái giá trị cốt lõi chung. Hồi đấy lấy nhau còn trẻ đó, không có biết giới định tuệ là cái gì đâu, nhưng mà chỉ thích anh này vì là anh này có nghị lực, anh này biết vượt lên số phận. Anh này biết là đi đọc sách rồi, mình cũng thích đọc sách, mình cũng thích tìm hiểu, mình cũng là một người nghị lực, tự tạo nên, chứ còn không thích phụ thuộc vào những người khác. Thì bắt đầu thấy là hai vợ chồng có những cái chung đó, thì bắt đầu yêu nhau, bắt đầu lấy nhau. Sau đến lúc về 4 năm nó cũng khủng hoảng hôn nhân xảy ra rất nhiều. Nhưng mà khủng hoảng hôn nhân xảy ra xong rồi á, thì lại quay lại được cái guồng rất là nhanh. Khi mà hai vợ chồng có giá trị cốt lõi ấy, thì có mâu thuẫn về giao tiếp, có mâu thuẫn về văn hóa trong gia đình, có mâu thuẫn về chuyện tài chính hay gì đó ấy, cũng sẽ quay lại được cái gốc rễ của hai vợ chồng rất là nhanh. Còn nếu mà chúng ta không có cái giá trị cốt lõi chung á, và chúng ta không hướng mình đi theo cái điều này á, thì có yêu mình hay là có mình yêu á, hay là yêu bằng nhau á, thì cũng rất dễ dẫn đến là ly thân với ly hôn. Đặc biệt là các bạn sẽ thấy nhá, có rất nhiều bạn ấy thì sẽ nói rằng là thế bây giờ nếu mà em lỡ lấy rồi thì em phải làm như thế nào? Lỡ lấy rồi mà cũng chẳng có cái gì chung cả. Một số bạn đang comment, đang hỏi cái câu hỏi đó. Vậy thì nếu mà bạn đầu tiên là chọn đích, chúng ta comment xuống phía dưới là chúng ta chọn đích đi. Chúng ta lỡ lấy rồi thì chúng ta phải ra quyết định là chúng ta chọn đi tiếp với người này hay là chúng ta chọn dừng lại. Các bạn chọn đích nhé. Chọn đích là cái điều rất quan trọng. Giống như là có một số bạn tìm đến với Tuệ An á, và bảo là bây giờ chồng tôi ngoại tình rồi, tôi nên làm thế nào? Thì đầu tiên là Tuệ An bảo bạn bình tâm lại chưa? Bình tĩnh lại rồi thì hãy trả lời cho mình câu hỏi là bây giờ bạn muốn giữ hay bạn muốn buông? Thì muốn giữ thì có cách giữ, còn đâu muốn buông thì đơn giản có cách buông. Do vậy cho nên nếu mà chúng ta lỡ lấy rồi như một số bạn đang comment này, thì chúng ta cũng hãy chọn đích là chúng ta có đi đến với cái người đàn ông này không? Còn nếu mà chúng ta chọn là chúng ta sẽ đi cùng với cái người đàn ông này á, thì cái điều quan trọng là bây giờ mình học thầy Quân này, mình học nhiều người khác, và mình thấy là cái con đường giới định tuệ, đạo đức, trí tuệ, nghị lực, nó là cái con đường đúng đắn mà mình phải đi theo, và mình chọn mình đi theo cái con đường đó. Nhưng mà bạn đời mình không có đi theo, cũng chẳng hiểu đạo đức là gì, suốt ngày nói dối, suốt ngày cờ bạc, thậm chí là còn nghiện ngập chẳng hạn, thì mình phải làm như thế nào? Thì mình là gương trước đi. Một điều nữa là chúng ta cần phải làm gương. Nên các bạn hãy comment xuống phía dưới là làm gương. Tại vì á, chúng ta sẽ không thể nào thay đổi người khác nếu như chúng ta không thay đổi chính mình. Và nếu như một ngày mà các bạn làm gương đủ á, cái bóng đèn trong gia đình của các bạn, bạn sẽ là người bật sáng trước, thì cái ánh sáng đó nó sẽ tỏa ra những thành viên khác. Giống như là Tuệ An ngày xưa là không có nghe Phật Pháp, rồi không có nghe giới định tuệ đâu nhá. Nhưng mà cái người mà khai sáng cho Tuệ An á, là ông xã của Tuệ An. Và ông xã về cứ bật lên và nghe thôi. Bật những cái bài giảng của các thầy, bật những cái bài pháp thoại, cứ bật lên nghe thôi. Và thời gian đầu Tuệ An bảo ôi ông này ông nghe gì vậy, kỳ ghê. Nhưng mà sau đó thấy ông ấy nghe nhiều nhiều, mình bắt đầu thấy đúng đúng, nghe cũng hay hay. Thế là mà ông ấy bật lên nghe, ông cũng chẳng rủ mình nghe luôn. Ông ấy chỉ nghe cho ông ấy, xong thỉnh thoảng ông nghe xong rồi ông ấy kể lại cho mình. Thế là bạn thấy nhá, cứ làm gương trước thôi. Thì đến một ngày á, khi bạn làm gương đủ lớn và đủ lâu, bạn truyền được cái cảm hứng và cái động lực cho người bạn đời của mình á, thì anh ấy sẽ thay đổi. Còn nếu mà bạn thấy rằng á, mình làm hết rồi nhưng mà anh ấy chưa thay đổi, thì sẽ có hai trường hợp xảy ra này. Một, anh ấy không phải là người phù hợp. Hai, là bạn làm nó chưa đủ hoặc nó chưa đúng cách. Tại vì đủ nắng thì hoa sẽ nở đúng không? Đủ gió thì trong chóng sẽ quay. Và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy. Vậy nên bạn nào cũng chọn là sẽ làm gương cho bạn đời của mình, cho con của mình, cho gia đình của mình, thì chúng ta hãy comment xuống phía dưới là làm gương nhé. Cái điều này nó rất là quan trọng trong cái việc chúng ta có một gia đình hạnh phúc.
Cảm ơn bạn đã xem video của Tuệ An và bạn hãy nhanh chóng ấn vào nút đăng ký phía dưới và sau đó ấn vào hình quả chuông để là những người đầu tiên xem những video mới nhất. Bạn cũng có thể xem thêm những video được gợi ý ở phía bên này của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn!